Kính thưa cộng đoàn, quý của ông, cụ bà và các bệnh nhân rất thân mến, hôm nay mùng 1 tháng 9, giáo hội kính nhớ Thánh Is e Viện Phụ. Thánh Ezidio Viện Phụ sinh vào khoảng năm 640 tại Aten, Hy Lạp. Ngài vốn là một thương gia thành đạt tại Aten, nhưng rồi vào một ngày kia, Ezidio đã bán tất cả những gì mà ông đang có rồi lấy tiền phân phát cho người nghèo. Sau đó ông đi xuống một chiếc thuyền nhỏ do chính ông tự chế ra, rồi tự chèo chiếc thuyền đó với ý định sẽ đi tới một nơi rất xa. Sau cùng ông đã cập bến tại Kamagüe, tức là khu vực nằm ở phía nam Akale, đông nam nước Pháp, giữa biển địa Trung Hải và hai nhánh sông ở vùng hạ lưu sông Rhône. Ngày nay, Ông lên bờ và trước hết sống với tư cách là một ẩn sĩ ngay tại khu bờ biển địa Trung Hải, giữa những vùng đầm lầy rộng lớn, theo tương truyền, một con hưu cái đã dùng sữa của nó để nuôi sống vị ẩn sĩ này. Sau đó, ẩn sĩ Egidio đã bị trúng tên của vua Wamba, vua người gốt lúc đó trong lúc vị vua này đi săn và cố gắng bắn chết con thú của vị ẩn sĩ. Sở dĩ ông đã bắn trúng tên là vì trong một thị kiến vị ẩn sĩ đã nhìn thấy mũi tên đang bay về hướng con vật và vì muốn cứu nó, vị ẩn sĩ đã dơ mình ra để hứng mũi tên thay cho con vật nhưng dù sao thì vị ẩn sĩ cũng không hề hấn gì khi bị mũi tên đâm trúng vô cùng thán phục trước hành vi này của vị ẩn sĩ nhà vua đã mời ông về triều đình và cho phép ông được thành lập một đan viện vì thế vào năm 680 ẩn sĩ Egedio đã thành lập đan viện của mình và đặt tên là đan viện San Lê. cũng như trở thành viện phụ của đan viện này cho đến hết đời sau này vào năm 1066 đan viện San Lê đã được gia nhập dòng biển Đức và trở thành một đan viện dưới trướng của Clu Cluny. Tương truyền cho rằng viện phụ Ergidio đã làm cho con của lãnh chúa xứ Nime được sống lại. Sau đó viện phụ Ergidio đã tới Roma. Tại đây Đức Giáo Hoàng đã tặng cho ngài một số gỗ bách để làm cửa cho các phòng trong đan viện của ngài. Sau khi cầu nguyện, ngài đã quăng số gỗ bách ấy xuống sông Tiber. Khi Ngài về tới đan viện của mình thì gỗ đó cũng trôi tới nơi. Khi một đan sĩ trong đan viện của Ngài nghi ngờ về sự đồng trinh của Đức Maria, thì viện phụ Ergidio liền yêu cầu vị đan sĩ này viết ba câu hỏi của mình xuống nền cát. Sau khi ba câu hỏi được viết xong thì bỗng nhiên ba bông huệ trắng liền trổ ra ngay trên nền cát khô nóng nơi vừa được viết ba câu hỏi trên đó và điều này được coi là một câu trả lời của viện phụ Egidio cho đệ tử của mình. Theo một số truyền thuyết khác thì Saleman, Salemania. Đại đế đã cố thuyết phục viện phù Egidio để ngài nguyện giúp cầu thay cho mình. Bỗng nhiên một thiên thần mang đến một mẫu giấy trong đó có ghi lời xác nhận về ơn tha thứ tội lỗi và đặt tờ giấy đó trên bàn thờ nơi viện phù Egidio vừa cử hành thánh lễ. Kể, kể từ đó, thánh Egidio được coi là người bảo trợ của việc cử hành bí tích sao hòa và được kể vào số kể vào trong số 14 vị thánh chuyên cứu giúp con người. Viện phụ Egidio đã được báo trước cho biết giờ mình lìa bỏ cõi thế. Trong thánh lễ an táng của Ngài, tất cả mọi người hiện diện đều nghe thấy tiếng ca hát của ca đoàn thiên thần đến rước linh hồn Ngài về trời. Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ 9, viện phụ Egidio mới được tôn kính như một vị thánh. Sang thế kỷ thứ 10, người ta mới thấy xuất hiện nhiều những câu chuyện và những truyền thuyết về đời sống của thánh Egidio trong thế kỷ thứ 11, đan viện San Gile do Thánh Egidio thành lập đã được sắp nhập vào dòng biển Đức. Kể từ đó, cả đan viện lẫn nhà thờ của đan viện này đều được mở rộng và trở thành một trong những đan viện lộng lẫy nhất nước Pháp hồi đó. Mộ của Thánh Egidio được trở thành một trong những điểm hành hương quan trọng nhất của châu Âu lúc ấy sau Roma và Santiago, tức Nơi được cho là có mộ của Thánh Jacobe tông đồ, sở dĩ như thế là vì đan viện -ghi Lê nằm ngay trên trục đường từ Roma tới Santiago và nằm gần một thương cảng quan trọng. Trong cuộc thập tự chinh đầu tiên của mình, bát tước Raymond, thứ tư và Toulouse đã khởi hành từ cảng này. Vào thế kỷ thứ 16, đan viện Sangile đã bị phá hủy trong những cuộc chiến tranh vì nạn đói. Hồi đó các đan sĩ của đan viện này cũng bị sát hại. Tuy nhiên, các thánh cốt của thánh Egidio vẫn tồn tại và giờ đây đang được bảo quản và tôn kính tại Tulu. Tuy nhiên, các tài liệu do Đức Thánh Cha Benedicto thứ hai soạn thảo lại cho rằng việc đan viện Sangile được thành lập vào năm 680 là điều giả tạo vì không có những tài liệu đáng tin cậy về thánh Egidio. Còn tương truyền về việc Thánh Egidio được một con hưu cá nuôi dưỡng rất có thể bắt nguồn từ những chi tiết trong tên gọi của Ngài. Tên của Ngài theo tiếng Hy Lạp là Aligios, có nghĩa là con hưu cái. Dù vậy thì Thánh Egidio vẫn được ghi danh trong sổ bộ các thánh của giáo hội Roma. Giáo hội mừng kính Ngài vào ngày hôm nay mùng 1 tháng 9. Tại châu Âu ngày nay nhiều nơi vẫn còn coi ngày mừng kính Thánh Egidio là ngày lễ hội toàn dân lạy thánh egidio xin cầu cho chúng con amen con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn